là chó. Thì tiếng cứ la pha chó. Mình cố là anh người. Cứ nghĩ là mình yêu đậm sâu như thế mà có trái ngang nào cũng không chia lìa đôi ta. Nhưng tiếng cười ngày ta còn nhau qua mất rồi, nghe nhói đau lòng mình xa nhau rồi phải không? Tèo ơi hãy đưa em đi chung, đừng bỏ em ở lại. Cả đời em sẽ không yêu ai nếu đó chẳng phải ai. Chắc duyên mình giờ đây đã hết rồi. Chẳng là người ta tốt hơn tôi, sẽ cho em hạnh phúc trong cuộc đời. Anh chẳng còn xứng đáng nữa rồi. Biết bao nhiêu buồn đau trong cuộc đời, ta đã cầm tay bước chung đôi. Hãy đưa em về cuối nơi chân trời, nơi mà chỉ có chúng mình thôi. Nơi mà chỉ có chúng mình thôi. Mà Tèo không có tiền bạc, không có địa vị, nhan sắc, không có gì hết. Tại sao Trang lại chọn Tèo? Tại vì Tèo có một thứ mà tất cả những người đàn ông khác đều không có. Đấy là sự chân thành. Đôi khi người con gái chỉ cần ở bên một người đàn ông cho họ cảm giác bình yên thôi. Vậy là đủ rồi.